Hello anh em nhé, thì lại là mình đây. Ngày hôm nay thì mình sẽ lại lên cho anh em một cái video. Đấy, và trong video này thì mình sẽ giúp tất cả các anh em mà đang bị chặn link cũng như là anh em truy cập vào không được những con game như là 68 game bài, Sun Win, Go 88, nói chung là tất cả những dòng game hiện tại thì nó đang bị chặn link rất là mạnh. Đấy là nhiều anh em ấy thì anh em không biết cách làm sao để anh em có thể truy cập lại được vào cái đường link đấy. Thì trong video này thì mình cũng lên video và mình sẽ hướng dẫn cho anh em làm sao để anh em có thể hết bị chặn link cũng như là anh em truy cập vào bình thường như là những ngày bình thường anh em chơi thôi. Đấy, có thể là nhiều anh em sẽ lên anh em gõ chính là cách truy cập vào Sun Win không bị chặn. Đấy, có rất là nhiều anh em vào anh em mà tìm kiếm như này. Đấy, thì đương nhiên là trên này thì người ta sẽ nêu ra những cái mẹo mình thấy là không thể áp dụng được anh em ạ. Đấy, và mình đã thử rồi, mình thấy nó không thể áp dụng. Đấy, không thể áp dụng được nha anh em nhé. Đấy là ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em để anh em có thể khắc phục cái lỗi này. Đấy, thì trước khi mà anh em xem mình hướng dẫn thì anh em nào mà đang bị chặn link hoặc là anh em đang thua tha với Sun Win, anh em có thể chuyển qua con 68 cái bài để anh em chơi, anh em kiếm tiền. Đấy, thì bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho anh em nhé. Thì ở đây mình không dùng điện thoại nên là mình cũng không thể quay video bằng điện thoại được. Đấy, ngày hôm nay thì mình sẽ sử dụng cái ứng dụng giả lập này để mình có thể hướng dẫn cho anh em. Đấy, những anh em nào mà đang dùng Android cũng như là anh em dùng iOS thì anh em hãy truy cập vào cái App Store và Android này, anh em vào CS Play. Anh em gõ giúp mình nó chính là 1.1.1. Đấy, ứng dụng 4.1. Sau đó anh em bấm tìm kiếm thì ngay lập tức thì nó sẽ ra cho anh em một cái, không phải cái đầu tiên này đâu anh em nhé, cái đầu tiên này thì là cái quảng cáo đấy. Đấy, cái logo của nó chính là cái con 1 và con 4 nhỏ phía trên này. Đấy, có nội dung là 1.1.1 cộng WARP. Đấy, đây là một cái trang để có thể giúp anh em thoát khỏi cái trường hợp bị chặn link. Đấy, chặn link thì nó có rất rất là nhiều những vấn đề, có thể là game nó nhà mạng người ta đang soi cái game đấy, người ta xóa bỏ cái link đấy nên là người ta sẽ chặn những người dùng như anh em ấy, thì anh em sẽ không truy cập vào được. Nhưng mà sẽ có một cách để giúp anh em vào được ở trên cái ứng dụng 1.1.1.1 này. Anh em truy cập vào ứng dụng này, sau đó anh em mở, đây là mình đã tải rồi anh em nhé. Anh em open lên thì nó sẽ vào cho anh em một cái trang trang này. Đấy, khi mà anh em mới vào ấy thì anh em cứ bấm affect cho mình. Đấy, đấy có cái hiện cái dòng chữ xanh xanh affect, anh em bấm hai lần cho mình. Đấy, nó ra cái gì xanh xanh thì anh em bấm vào đấy, sau đó thì nó sẽ ra cái giao diện như này. Khi mà nó ra như thế này rồi thì anh em hãy bấm bật lên cho mình này. Anh em để ý lúc nào mà nó ghi là connected đấy, connected thì nó đã thành công anh em nhé. Đây là đây, connected là đã thành công. Như vậy là anh em có thể truy cập vào những đường link ấy bình thường rồi. Đấy, khi mà nó connected gì là ok rồi anh em nhé. Đấy, sau đó anh em lại vào lại ứng dụng, anh em vào lại những cái trò chơi như vậy. Anh em chơi thì đương nhiên lại chơi được thôi. Và trong video này thì mình lại chơi con 68 cái bài thôi anh em ơi. Đây, bây giờ thì mình sẽ tắt đi cho nó đỡ lag anh em nhé. Đấy, đương nhiên là bật cái này lên thì nó sẽ hơi lag rồi, mạng nó sẽ bị thiếu ổn định một chút, nhưng mà anh em bật lên thì anh em có thể truy cập vào bình thường anh em nhé. Bây giờ thì mình sẽ vào mình đánh tài xỉu xong con app 68 game bài này. Đấy, đây là một con app rất là uy tín. Đấy, không phải cá nhân mình nghĩ ấy, thì con này thì là một con chơi game bài đổi thưởng rút tiền rất là nhanh cũng như là rất là uy tín, và cũng không phải là mình nghĩ đâu, mà cái này thì nó là rất nhiều anh em đang chơi rồi. Con game này nó cũng một game khá lớn. Con Sun Win và con Go 88 hiện tại thì có thể là bị chặn link, nhưng con này thì không bao giờ bị chặn anh em nhé. Có thể là anh em bị chặn 68 cái bài thì anh em cũng có thể anh em tải cái ứng dụng 1.1.1 về. Nói chung là những cái gì bị chặn anh em đều cứ tải app đấy về, anh em mở lên là ok hết. Anh em lại truy cập vào bình thường như là những ngày thường anh em chơi thôi. Không có gì anh phải lo vấn đề chặn link à. 621 phải lộn. Bây giờ lại sang bàn đỏ, anh sang bàn đỏ đánh vụt vài tay xem nào. Con này thì rút tiền rất là nhanh, anh em có thể anh em đang chơi những con game mà rút tiền lâu ấy, anh em có thể chuyển qua con 68 cái bài này để anh em chơi rút tiền nó nhanh anh em ạ. Đôi khi anh em chơi anh em rút tiền nó lâu ấy, ức chế lắm anh em ơi. Đấy, mình thì trước mình cũng chơi và mình gặp phải trường hợp rút tiền lâu rồi, thực sự rất là ức chế. Nên là anh em mình cũng hiểu anh em, nên là mình cũng khuyên anh em là anh em nên chơi những con rút tiền nhanh như vậy. Đối với những con game khác thì rút tiền nó khoảng tầm 30 phút, 1 tiếng, thậm chí những con game như Sun Win, Go 88 nó có thể treo anh em 1 đến 2 ngày. Nhưng mà con này thì nó rút tiền mất khoảng 5 phút anh em ạ. 5 phút và không bao giờ bị treo tiền anh em nhé. Không bao giờ có trường hợp bị treo tiền, trừ khi mà cái ngân hàng của anh em nó bảo trì thì con game này nó mới lúc nào hết bảo trì nó mới chuyển nó thôi anh em ơi.
Đấy, lúc nào mà cái app ứng dụng ngân hàng mà anh em thông báo bảo trì ấy, thì đương nhiên anh em sẽ không rút được trong cái khoảng thời gian đấy. Bởi vì con game nào cũng vậy thôi, ngân hàng bảo trì làm gì có chuyện chuyển được tiền đâu. Ngân hàng bảo trì thì không bao giờ có chuyện chuyển tiền đi cũng như là nhận tiền anh em nhé. Nhưng mà con game này khi mà ngân hàng nó bình thường anh em rút rất là mượt, 5 phút là tiền về thôi. Cái này thì mình đã kiểm chứng rất là nhiều rồi, và cũng như những anh em nào đã chơi chơi game này được lâu rồi thì anh em sẽ thấy rằng là con này rút tiền rất là nhanh, so với những con game khác thì con này khá là nhanh. Sun Win thì có 8 bây giờ thì nó đang rút tiền lâu rồi. Con này thì hiện tại nó cầu nó cũng đẹp và rút tiền khá là nhanh, nên là rất là nhiều anh em chuyển sang đây chơi. Những anh em nào mà chưa biết ấy, thì anh em có thể bấm vào đường link mình để bên dưới phần mô tả, anh em tải con 68 cái bài này để anh em tránh trường hợp bị chặn link cũng như là anh em rút tiền một cách mượt mà nhất và nhanh nhất anh em nhé. Gì đây, lag à? Hình như mạng lag anh ạ, mạng lag rồi, mạng gì lag anh ạ, lag là lag anh em ơi. Em đọc lại phát nào, ui ra tài à, quả em hơi mạng hơi lag anh em ạ, không sao, vào chơi lại rồi. Đấy, như vậy là lúc nãy mình cũng đã hướng dẫn cho anh em vào ứng dụng 1.1.1 rồi. Anh em có thể vào anh em bật lên, anh em tải ở trong App Store cũng như là ở trong Safe Play, anh em tải ứng dụng 1.1.1 về. Sau đó anh em vào anh em truy cập lại bình thường và những con game như này. Đấy, nó lại giống như những ngày bình thường anh em chơi thôi, anh em không phải lo vấn đề chặn link nữa. Đấy, còn anh em nào mà muốn trải nghiệm những trò chơi hay cũng như là anh em muốn rút tiền nhanh thì anh em cũng có thể chuyển qua con 68 cái bài này. Đấy, anh em bấm vào đường link mình để bên dưới mô tả, anh em tải về để anh em chơi một cách mượt mà nhất cũng như là anh em rút tiền một cách nhanh chóng nhất anh em nhé.